棒。 Bebe Ding. Hôm nay cái mập con trông có vẻ mệt mỏi quá. À, bạn đói rồi phải không cá mập con? Chúng ta có gì để cho cá mập con ăn không? Hả? Có gì đó rơi khỏi tàu kìa. Wow, nhìn những loại trái cây này nè. Các bạn ơi, hãy cùng giúp cá mập con ăn những loại trái cây ngon tuyệt này để cảm thấy dễ chịu hơn nha. Đây là những quả dâu tây màu đỏ. Trông ngon quá đi. Cá mập con, sẵn sàng chưa nào? Dâu tây đỏ, chút tu du tu du, dâu tây đỏ, chút tu du tu du, dâu tây đỏ, chút tu du tu du, dâu tây đỏ. Cá mập con đã biến thành cá mập dâu tây sau khi ăn hết những quả dâu tây này. Có ngon không nào, cá mập con? Ta nên thử trái cây nào tiếp đây? Wow, là những quả Việt Quất xanh. Mùi thơm ngọt ngào quá. Là Việt Quất, chút tu du tu du, là Việt Quất, chút tu du tu du, là Việt Quất, chút tu du tu du, Việt Quất xanh. Lần này, cá mập con đã biến thành cá mập Việt Quất xanh. Bạn trông thật tuyệt. Không biết trái cây họ cam quýt này là gì nhỉ? Oh, đó là một quả bưởi hồng. Thật là tươi mát. Nhìn chúng thôi mà mình đã thấy thèm rồi. Bưởi hồng đây, chút tu du tu du, bưởi hồng đây, chút tu du tu du, bưởi hồng đây, chút tu du tu du, quả bưởi hồng. Cá mập con đã biến thành quả bưởi hồng rồi. Chua chua, ngọt ngọt. Quả này có màu xanh và có sọc nữa kìa. Nó có thể là quả gì nhỉ? Quả cuối cùng này là dưa hấu. Thật tươi và ngọt ngào. Quả dưa hấu, chút tu du tu du, quả dưa hấu, chút tu du tu du, quả dưa hấu, chút tu du tu du, dưa hấu xanh. Cá mập con, bạn đâu rồi? Bạn đây rồi. Nhìn kia, cá mập con có sọc dưa hấu. Trông giống như rong biển vậy. Dâu tây đỏ, chút tu du tu du, và Việt Quất, chút tu du tu du, bưởi hồng đây, chút tu du tu du, dưa hấu xanh. Cá mập con, bạn ăn trái cây no rồi đúng không? Thật là thú vị khi biến thành các loại trái cây khác nhau. Hãy cùng nhau biến hình thêm nữa vào lần tới nha. Tạm biệt. Này các bạn, điểm qua cái trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.